Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Không Sợ Mập và mình là Brian Huỳnh Anh. Ngày hôm nay mình đang có mặt tại tiệm Nhà Po tại số 443/55 đường Lê Văn Sĩ nha. Và mình nghe review của tất cả các bạn thì đây là một cái tiệm bánh tráng rất là ngon. Vậy điều gì làm nó đặc biệt thì tất cả mọi người hãy cùng đi theo mình nhá để khám phá. Ok, let's go. Ten 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 ten. Xin chào mọi người. Chị ơi, em thấy ở đây của nhà mình ấy là nổi tiếng với cái món là bánh tráng và trứng lòng đào đúng không chị? Dạ đúng rồi, với là tép mỡ riêng. Bánh tráng đặc biệt này có 4 trứng và 3 gói tép mỡ. Thường có những quán sẽ có tép mỡ nhưng mà không có trứng lòng đào, hoặc là có trứng lòng đào nhưng không có tép mỡ thì mình gom lại hết. Mình gom lại hết thành một món luôn. Dạ, ok, thế vậy thì bây giờ chị có thể làm giúp em một phần để em xem là ok. Quên chưa hỏi tên chị chủ tên gì nhỉ? Em tên Bo. Tên chị tên Bo luôn đấy. Tên nghệ danh đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nickname. Tên chị là tên Tuyến. Quán của chị Tuyến nha mọi người. Đến đây thì mọi người có thể gọi chị là Bo. Cái trứng cút này thì bao nhiêu phút hả chị? Để ra được cái lòng đào như vậy. Cái này là mẹ của nó. Quý cho nên khi mà lột nó cũng dễ lột hơn. Các bạn thấy đi ăn trứng những chỗ khác lột rất là khó. Khi lột đó sẽ bị mẻ thì cái này lột nó ít hơn được. Vậy là để có được cái trứng cút lòng đào này chúng ta có một cái bí quyết riêng mà chỉ ở quán nhà Po mới có nhá mọi người. Không bí mật được. Không tiết lộ được. Ở tiếp theo là chị đã cho thêm top mỡ. Ví dụ một phần 20.000 thì nó sẽ có bao nhiêu tép mỡ rồi? Dạ. Là 3 trứng, nhưng mà đúng. Phần 30 thì được 4 trứng thì là 3 gói tép mỡ. Dạ. Wow. Ăn tại quán là chị Po đang làm trang trí rất là đẹp luôn đó.
Vậy thì các bạn nên ăn tại quán. Nhìn nó ngon mắt hơn. Vừa ngon mắt vừa ngon miệng luôn mọi người. Dạ. Ok, đây là phần bánh tráng trứng lòng đào và tóp mỡ. He, mọi người nhìn kỹ này. Đó, được trang trí trên cái mệt rất là đẹp nhá. Điểm nhấn của nó là mấy cái trứng lòng đào này. Đó, và tóp mỡ xung quanh. Thấy hấp dẫn không mọi người? Xin phép gửi nước. Mình cảm ơn. Ngày hôm nay thì mình đã gọi một món đồ uống để ăn cùng với lại bánh tráng. Thì nó theo combo luôn. Một combo 50.000 thì các bạn sẽ được giảm 5.000 nha. Và hôm nay mình đã gọi món trà ổi hồng dâu tây. Cái vị ổi ở trong này, dâu tây, ba cái vị nó hòa quyện cùng với nhau. Hình như nó hơi ngọt một chút. Và có vẻ là cái khẩu vị của mình thì cái ngọt này bị hơi ngọt quá một xíu. Nếu mà nó giảm lại thì ok. Ok mọi người. Bây giờ đến tiết mục của chúng ta. Mình sẽ ăn cái gì trước đây? Trời ơi, hấp dẫn quá. Đó, nhìn món bánh tráng trước này. Rồi ok, mình sẽ thử cái tóp mỡ này trước. Tóp mỡ mọi người. Nhìn cái màu vàng này. Đẹp không? Rồi, mọi người ơi, khi mà mình ăn cái miếng tóp mỡ này vào á, thì nó giòn rụm luôn, tan luôn ở trong miệng. Thì cái tóp mỡ này của nhà chị Po đã tẩm gia vị sẵn rồi. Ăn rất là vừa miệng nhá. Miếng bánh tráng và trứng lòng đào. Một cái luôn này. Cha. Ngon quá mọi người ơi. Nãy có cái vị của sa tế này và cái nhân trứng lòng đào á, ăn cái mà cái nhân nó chảy ra ngon dễ sợ. Và cái bánh tráng cũng mềm luôn, ăn mùi vị của rau răm này thơm này. Và để mình làm tiếp một món miếng thứ hai được. Đây. Ăn miếng cuối cùng luôn nhé. Không thể nào mà bỏ phí những cái này được. Hành khô lắm mọi người. Thật sự là mình muốn vét sạch luôn. Thật sự là đã sạch lắm rồi nhưng mà mình muốn làm cho nó hết luôn. Thật sự là ăn ở đây nó rất là đặc biệt ha. Với có trứng cút lòng đào cùng với tóp mỡ, nó làm cho cái vị của món bánh tráng nó khác hơn những cái quán ở bình thường khác. Mọi người nhớ đến đây được thưởng thức cái món này nhá. Rất là chị chủ quán ở đây rất là dễ tính, vui tính nữa. Ở cái không gian quán thì rất là sạch sẽ, thoáng mát. Thì mọi người sẽ có một cái nơi tụ điểm và nói chuyện chém gió và cùng nhau thưởng thức những cái món ăn vặt ngon như thế này. Mọi người nhớ đến quán nhà Po ở 443/55 Lê Văn Sĩ, quận 3 nhé mọi người. Chào tất cả tất cả mọi người. Nhớ đón xem những video tiếp theo của bọn mình nhá. Kênh Không Sợ Mập. Bye bye.